hàng ngày người dân phải đem máy bơm ra giữa quốc lộ để bơm nước chống ngập. Đó là cách làm của một số hộ dân sống dọc theo quốc lộ 28, đoạn qua xã Tân Lâm, huyện Di Linh trong hơn một tháng nay. Cơn mưa lớn xảy ra từ lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều ngày 2 tháng 10 đã khiến hơn 200 mét đoạn đường qua thôn 4, xã Tân Lâm, huyện Di Linh thuộc quốc lộ 28 bị ngập nặng nề. Một số nhà dân phải dùng bao cát để ngăn nước tràn vào nhà. Theo người dân sinh sống ở khu vực này, tình trạng đoạn đường biến thành sông ở đây đã kéo dài hơn một tháng qua. Nhiều đoạn nước ngập khá cao, nước ngập quá nửa bánh xe. Do đường ngập liên tục nên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh buôn bán của nhiều hộ dân sống cạnh bên đoạn đường này. Phụ huynh chở học sinh đi học quá cực khổ. Như cách đây khoảng chừng 15 phút thì không biết bao nhiêu cái xe phải dắt. Con thì phải đẩy, ngồi trên xe cho bố mẹ đẩy. Tại vì nước ngập cao quá, tại vì lúc nãy mới mưa xong. Nên là nó quá phức tạp. Một ngày ở đây cái lượng học sinh đi học cả đi cả về nó phải mấy ngàn học sinh. Vì nó trường cấp 1 thế này, còn chỉ cấp 2, cấp 3 trên này. Cho nên là cái số lượng học sinh đi quá nhiều, mình thấy là nó quá khổ. Để chống ngập và hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông, người dân sống ở khu vực này đã phải sử dụng máy bơm nước để bơm nước ra khỏi đoạn đường này. Tuy nhiên, dù chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm, nhưng chiếc máy bơm nước vẫn không thể cải thiện tình hình. Nước vẫn ngập lênh láng. Mỗi người dân thì họ không muốn nước tràn vô cái vườn nhà mình. Nên họ đổ rác hết. Bây giờ nó mới ngập như thế này. Không chỉ gây ách tắc giao thông, tình trạng mưa đến nước ngập như dòng sông trên quốc lộ đã gây phiền hà không ít cho cộng đồng dân cư sống hai bên đường. Nguyên nhân của tình trạng trên là do thời gian gần đây, người dân hai bên đường xây dựng nhà đổ đất cao hơn mặt đường. Trong khi đó, tuyến đường tại khu vực này lại không có cống thoát nước. Ông Hàng Văn Trúc, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Di Linh cho biết, trước tình trạng trên, ngay trong tuần đầu tiên của tháng 10, huyện Di Linh sẽ phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 4 tiến hành xây dựng mương cống thoát nước nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tại khu vực này.